cách có ngay 2 triệu người theo dõi trên Facebook của bạn. Vào trang web dâytết.com, sau đó điền số người theo dõi mà bạn muốn vào đây. Tiếp theo bạn nhấn copy ở dòng số được in đậm. Vào lại Facebook của bạn, chọn chỉnh sửa chi tiết công khai. Nhấn vào thêm ở mục liên kết. Ở mục liên kết xã hội, nhấn vào thêm liên kết xã hội, sau đó chọn nền tảng Spotify. Tiếp theo bạn nhập nội dung như mình là được. Bấm lưu để hoàn tất. Vuốt xuống tải lại trang để kiểm tra. Chúc bạn thành công!